Australia Vitamins Wholesale là nơi chuyên cung cấp xỉ lẻ các loại thực phẩm chức năng được sản xuất tại Úc cũng như tất cả các loại sữa bột dành cho trẻ em và người lớn với mức giá phải chăng. Tất cả những mặt hàng của Australia Vitamins đều có trên website của công ty. Đặc biệt Australia Vitamins cũng là nơi mà khách hàng có thể tin tưởng gửi quà về cho thân nhân và gia đình của mình tại Việt Nam. Phương châm của Australia Vitamins là nhận gửi quà với giá cả phải chăng và giao hàng tận nhà cho tất cả khách hàng từ Nam đến Bắc. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc số điện thoại 02-8764-3564 hoặc đến thẳng cửa hàng tại số 4/68 John Street, Cabramatta, New South Wales 2166. Kumon Cabramatta Education Center chuyên dạy kèm toán và anh văn cho học sinh các cấp từ mẫu giáo đến trung học. Với hơn 60 năm kinh nghiệm và đã có mặt tại 55 quốc gia trên thế giới, riêng tại Úc, Kumon đã và đang có hơn 50.000 học sinh đang theo học. Đặc biệt, trong tháng 5 2022, Kumon sẽ có chương trình dạy thêm miễn phí trong 2 tuần lễ để giúp học sinh có cơ hội tiếp cận với các lớp học của Kumon. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Ly Dương qua số 0419 293 633 hoặc đến thẳng trung tâm tại 125 Cabramatta Road East, Cabramatta, New South Wales 2166. Lily và Kim Hoàng, rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi phần điểm báo thế giới của Vietnam TV trong buổi tối ngày hôm nay thứ hai, ngày 20 tháng 5 năm 2022. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ở Việt Nam thì lại có thêm một doanh nhân nổi tiếng nữa vào danh sách những người bị bắt giữ vì vi phạm các cái quy định về đấu thầu gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng. Đó là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của công ty cổ phần tiến bộ quốc tế, gọi tắt là AIC. Lâu nay thì cũng được cho là có rất nhiều ảnh hưởng tại Việt Nam trong lĩnh vực giao thương quốc tế, đặc biệt là trong mối quan hệ với Nhật Bản. Vào năm 2018 thì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn với chức danh là viện sĩ, tiến sĩ đã trở nên rất là nổi tiếng khi mà trở thành nữ doanh nhân Việt Nam duy nhất và trẻ tuổi nhất được vinh dự nhận cái huân chương Mặt Trời Mọc do Nhật Bản trao tặng. Tuy nhiên vào ngày 29 tháng 4 vừa qua thì cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an cũng đã ra quyết định khởi tố cái vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại cái bệnh viện đa khoa ở Đồng Nai do công ty AIG của bà Nhàn và các cái đơn vị liên quan. Phía công an đã ra cái quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 9 bị can, trong đó có bà Nhàn. Đáng lưu ý là khi Bộ Công an ra cái thông báo về lệnh bắt thì cũng chưa rõ là bà Nhàn đã bị bắt tạm giam hay chưa, bởi lý do là khi đó đang có cái thông tin là có thể bà Nhàn lúc đó cũng đang ở Nhật Bản hoặc ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và ngay trong cái thông cáo báo chí của Bộ Công an vào ngày 29 tháng 4 thì cũng đăng hình chỉ có 8 trong số 9 bị cáo bị bắt mà người thiếu đó là chính là hình của bà Nhàn. Do vậy là nên cũng chưa rõ là bà Nhàn đã bị bắt hay chưa. Vâng, kính thưa quý vị, đây là một cái tập đoàn mới vừa mới bị nêu danh trong hàng loạt những cái tập đoàn mà Bộ Công an đang thụ lý, bao gồm cả tập đoàn FLC mà Chủ tịch Hội đồng Quản trị là ông Trịnh Văn Quyết cũng như là tập đoàn Tân Hoàng Minh. Trở lại với tập đoàn AIC này thì đây có thể nói là lần đầu tiên chúng ta đã nghe đến tên của tập đoàn này. Nhưng mà sau khi tìm hiểu thì chúng tôi thấy được cái bề dày hoạt động của AIC không phải là một tập đoàn mới, mà AIC đã được thành lập vào năm 2007 trong cái lĩnh vực về môi trường. Một năm sau đó, có nghĩa là vào năm 2008 thì AIC đã chuyển sang lĩnh vực giáo dục và y tế. Và AIC thực sự đã trở nên nổi tiếng và đạt doanh thu rất là lớn sau khi đã ký được những cái hợp đồng đưa công nhân lao động Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản để làm việc. Và cũng kể từ thời điểm đó thì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã có những cái mối quan hệ khá là thân thiết với chính quyền Nhật Bản, mà chúng ta có thể tạm nói là bà chính là cầu nối để đưa những cái công ty của Nhật
về Việt Nam làm việc, cũng như đưa người Việt Nam sang Nhật làm việc, trao đổi lẫn nhau. Và đó là cái khởi điểm mà vì sao sau khi mà cái vụ án này được đăng tải trên các cơ quan truyền thông báo chí vào 29 tây tháng 4, thì tên tuổi của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã liên tục được nhắc nhở, không những bởi các cơ quan truyền thông trong nước, mà ngay cả tờ BBC cũng đã có hai bài viết riêng về cá nhân của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn với những đóng góp của bà đối với chính quyền Nhật Bản, cũng như là những danh hiệu mà bà đã đạt được và thậm chí đối với Nhật Bản. Bà Nhàn là người phụ nữ trẻ nhất ở lứa tuổi dưới 50 đã được trao tặng huân chương Mặt Trời Mọc. Công nhân Nhật Bản mà được trao tặng huân chương này hầu hết là những người lớn tuổi, bởi vì người trẻ tuổi thì không có đủ cái bề dày để mà nhận được. Và vì vậy mọi người cho rằng đây là một người phụ nữ rất là có tài. Nhưng mà cái tài thì nó cũng không tránh khỏi tất cả những cái hoạt động phi pháp mà hiện nay mới chỉ điều tra sơ khởi. Đó là Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã vi phạm những cái vấn đề về tham nhũng, về trang thiết bị y tế, trong khi cái lĩnh vực hoạt động của AIC thì nó rất là sâu và rất là rộng. Rất có thể là sau cái Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thì công an lại điều tra sang những lĩnh vực khác. Trước hết là thưa quý vị và các bạn, là liên quan đến cái vụ án tham ô tham nhũng tại cái dự án đầu tư của cái Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai mà liên quan đến việc là bà Nhàn bị bắt giữ. Thì trong cái quá trình mà xây dựng cái bệnh viện này, cái dự án thì đã được phê duyệt vào năm 2010. Thế nhưng mà sau đó thì có cái hồ sơ đấu thầu 12 gói thầu để mua sắm trang thiết bị y tế cho cái bệnh viện này từ năm 2013 đến 2015. Thì là trong quá trình mà xét cái dự án đấu thầu thì các cán bộ thuộc chủ đầu tư hay là công ty cổ phần tiến bộ đầu tư quốc tế của bà Nhàn cũng đã thông đồng điều chỉnh để nâng cái giá đấu thầu lên, vi phạm nghiêm trọng cái luật đấu thầu để cái công ty cổ phần tiến bộ quốc tế của bà Nhàn trúng thầu 12 cái gói thầu này với tổng trị giá lên tới trên 476 tỷ đồng. Như vậy là gây thiệt hại cho tài sản của nhà nước bước đầu được xác định là thiệt hại tới 152 tỷ đồng. Và cùng với việc bà Nhàn bị bắt giữ và trong 9 nghi can bị bắt giữ thì cũng có một nhân vật nữa cũng khá cao cấp. Đó là ông Phan Huy Anh Vũ, tức là nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, tức hiện nay là giám đốc Sở Y tế của tỉnh Đồng Nai. À, kính thưa quý vị, báo Tuổi Trẻ trong nước cũng đã đăng về những cái hoạt động của tập đoàn AIC. Mà theo tờ Tuổi Trẻ thì AIC kể từ khi bắt đầu trở thành một cái tập đoàn lớn vào năm 2011 đã liên tục trúng những cái gói thầu của chính phủ, mà không chỉ ở khu vực miền Bắc, mà những cái gói thầu, những cái công trình này nó trải dài từ Bắc đến Nam. Có những cái công trình ở Bạc Liêu về vấn đề môi trường, về vấn đề y tế, trong khi cũng có hàng loạt những công trình khác ở khu vực miền Trung và tất nhiên là kéo dài lên cả khu vực miền Bắc, là quê hương của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Cũng chính vì vậy mà chúng ta thấy là công ty AIC cũng đã được nêu tên bởi Bộ Y tế vào tháng 6 năm 2021 vừa qua, khi mà AIC đã trúng được một cái hợp đồng với công ty dược phẩm của Nhật là Shionogi để Nhật Bản có thể chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine ngừa COVID-19. Mà theo dự phóng thì cái vaccine sản xuất tại Việt Nam sẽ được tiến hành và sẽ được đưa ra thị trường vào tháng 6 năm nay 2022. Tuy nhiên, với việc bắt giữ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và cùng với hàng loạt những nhân vật cao cấp khác liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, thì không biết là cái dự án sản xuất vaccine COVID-19 này nó có bị ảnh hưởng hay là có bị ngưng trệ hay không. Cho đến thời điểm này thì chưa có thông tin nhắc đến cái vấn đề này, nhưng nó cũng là một trong những cái hợp đồng, những cái mấu chốt khá là quan trọng. Và chắc chắn là chúng ta sẽ còn có thêm rất nhiều thông tin liên quan đến tập đoàn AIC cũng như cá nhân của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, bởi vì câu hỏi rất lớn hiện nay được đặt ra là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang ở đâu? Nếu như bà đang ở nước ngoài thì chính phủ Việt Nam có đưa ra một cái lệnh truy nã quốc tế đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hay không, bởi vì công an đã ra lệnh bắt giữ tạm thời. Vâng, thưa quý vị và các bạn, liên quan đến cái vụ bắt giữ của tập đoàn chứng khoán FMC thì hãng tin Reuters của Anh cũng đã nhận định
là một loạt cái vụ bắt giữ các doanh nghiệp cấp cao thì cũng đã khiến chứng khoán của Việt Nam là bị mất đi tới 40 tỷ đô la và làm lung lay cái niềm tin của các nhà đầu tư vào một cái thời điểm được cho là đang nền kinh tế Việt Nam cũng đang cần những cái yếu tố để phát triển vực dậy sau cái đại dịch COVID-19. Hãng tin này cũng cho biết là bắt đầu từ cái vụ bắt giữ tỷ phú Trịnh Văn Quyết cách đây một tháng thì các nhà môi giới chứng khoán hay là phát triển bất động sản và thậm chí là nhiều lãnh đạo hàng đầu cũng đã bị bắt trong một cái chiến dịch chống tham nhũng kéo dài nhiều năm qua. Việt Nam mở rộng từ bộ máy hành chính sang đến các doanh nghiệp. Những cáo buộc về gian lận hay là thao túng thị trường, tham nhũng cũng đã khiến một số công ty đang ở trên đỉnh cao nhất thì cũng rơi tự do. Và do vậy mà giáng một cú giáng vào một trong những cái thị trường chứng khoán ở Việt Nam mà vốn cũng được coi là những cái thị trường đang lên. Và sau khi cái chỉ số chuẩn đã tăng hơn gấp đôi giá trị sau khi đã rơi vào mức đáy thì đã tăng trở lại vào tháng 3 vừa qua thì thị trường chứng khoán đã bị thổi bay tới 11% trong vòng 3 tuần, tức là xuống mức thấp nhất trong 9 tháng qua vào ngày 26 tháng 4. Và ngoài ra thì trái phiếu và tiền tệ cũng theo đó mà rớt giá. Vâng, kính thưa quý vị, kể từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra một cái chiến dịch đốt lò mà chúng ta có thể hiểu đó là cái chiến dịch bài trừ tham nhũng vào năm 2016 thì hầu hết những nhân vật bị đưa vào lò là những quan chức làm việc cho chính phủ. Tuy nhiên, kể từ khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt giữ thì đó được coi là những cái công ty tư nhân đầu tiên cũng đã bị đưa vào chương trình đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Câu hỏi hiện nay được đặt ra là các cơ quan truyền thông quốc tế rất là quan tâm đến những cái việc bắt giữ của ông Trịnh Văn Quyết cũng như là của Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn Tân Hoàng Minh là ông Đỗ Anh Dũng và người thứ ba sau đó là ông Đỗ Đức Nam là giám đốc công ty môi giới chứng khoán Trí Việt. Bởi vì thật ra đó là tất cả những công ty nước ngoài khi họ đầu tư vào Việt Nam, họ không chú ý nhiều đến thị trường chứng khoán. Nhưng những cái thị trường chứng khoán này sau khi bị bắt giữ thì đã lung lay đến thị trường địa ốc. Mà thị trường địa ốc là một cái lĩnh vực mà các công ty nước ngoài đặt niềm tin rất là nhiều. Và vì vậy hãng tin Reuters đã đặt một cái nghi vấn là liệu rằng các nhà đầu tư nước ngoài có còn tin tưởng vào thị trường của Việt Nam hay không khi mà họ nhìn thấy thị trường chứng khoán đã liên tục bị rớt giá sau khi những cái công ty chứng khoán này dính vào vòng lao lý. Mặc dù là cho tới ngày 27 tháng 4 vừa qua, thị trường chứng khoán của Việt Nam một phần nào đó đã ổn định lại được giá cả. Tuy vậy, Việt Nam vẫn là một trong những cái quốc gia đang khá là bấp bênh bởi vì Việt Nam chỉ vừa mới phục hồi lại sinh hoạt kinh tế sau khi đại dịch COVID-19 xảy ra thì nay lại bị thêm một cái cú sốc mới và đó sẽ là một trong những cái lý do có thể ngăn cản quyết định của các đại công ty khi họ muốn vào Việt Nam để đặt nền tảng, liệu rằng họ có được an toàn khi mà đặt trụ sở tại Việt Nam hay không. Trong cái môi trường làm việc, họ không thể nào thoát ra được cái tình trạng tham nhũng. Nhưng mà nếu đã lỡ vào, dính vào tình trạng tham nhũng, thì sớm muộn gì họ cũng sẽ bị cảnh sát hoặc là bị công an điều tra. Vâng, thưa quý vị và các bạn, việc mà Việt Nam tiến hành bắt giữ hay điều tra một loạt những cái công ty lớn như vậy thì rõ ràng là cũng làm mất niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài. Nhưng mà qua đó thì các nhà đầu tư nước ngoài cũng tin tưởng rằng là với cái chiến dịch chống tham nhũng hiện nay của chính phủ Việt Nam thì sẽ giúp làm trong sạch hơn cái môi trường đầu tư và kinh doanh. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia mà việc khôi phục lòng tin như vậy là cũng sẽ mất một cái thời gian rất là dài chứ không thể một sớm một chiều được. Cần phải chứng minh trong sạch, mà để chứng minh trong sạch thì không phải là một hoặc hai năm mà cần cả thập kỷ, thập niên để mà chứng minh được cái hệ thống trong sạch của Việt Nam. Vâng, còn thưa quý vị và các bạn, liên quan đến đại dịch COVID-19 thì tình hình ở Việt Nam vẫn tiếp tục rất khả quan. Khi ngày hôm qua, theo thông báo của Bộ Y tế thì cả nước cũng chỉ còn có 3.717 trường hợp nhiễm mới được phát hiện, tức là bằng cái giai đoạn thấp nhất của một năm trước đây. Đáng chú ý là cũng có tới 10 tỉnh thành không còn ghi nhận trường hợp nhiễm mới nào ngày hôm qua. Hà Nội thì nơi có số ca nhiễm cao nhất cả nước thì nay cũng chỉ còn có 795 trường hợp nhiễm mới. Và tại Sài Gòn cũng chỉ còn có 42 trường hợp mà thôi.
Trong khi đó thì ở Trung Quốc, nước láng giềng, thì kể từ khi mà đại dịch bùng phát trở lại vào tháng 3 vừa qua thì Trung Quốc cũng đã áp dụng cái chiến lược rất là nghiêm ngặt, đó là Zero COVID-19. Tuy nhiên, sự xuất hiện của biến chủng Omicron thì cũng đang thách thức cái tính bền vững của việc mà thực hiện cái chiến lược nghiêm ngặt này. Và kính thưa quý vị, hiện nay thì tại Trung Quốc chúng ta thấy thông tin của hãng tin Reuters cho biết là đang có khoảng 160 triệu cư dân phải sống trong tình trạng phong tỏa. Mặc dù thành phố Thượng Hải vào ngày 27 tháng 4 vừa qua được cho là đã nới lỏng một phần nào, tuy nhiên sự nới lỏng này chỉ áp dụng đối với những khu vực không hề có ca nhiễm liên tục trong 2 tuần. Đối với những khu vực có số ca nhiễm thì người dân vẫn tiếp tục phong tỏa, và chúng ta nhìn thấy những cái hình ảnh, những cái hàng rào cao 2 mét được lắp đặt tại những khu vực có số ca dương tính đã làm cư dân tại những khu vực này rất là nổi giận. Và việc này trước đây thật ra cũng đã từng xảy ra tại Việt Nam, tại Sài Gòn và tại Hà Nội, và do đó chúng ta hoàn toàn có thể chia sẻ được. Tuy nhiên, tình trạng hỗn loạn nó không dừng lại ở đó, là bởi vì cho tới thời điểm này Bắc Kinh vẫn đang có những cái ca nhiễm mỗi một ngày, và 20 triệu cư dân của Bắc Kinh vẫn liên tục phải thử nghiệm. Trong số đó thì chúng ta thấy 46 tòa nhà ở quận Triều Dương đã bị phong tỏa hoàn toàn, trong khi hơn 5.300 người ở những cái khu vực khác cũng trong tình trạng tương tự. Rất nhiều trường học, rất nhiều bệnh viện, khu vui chơi, rạp chiếu phim v.v. đều đã phải đóng cửa trong những tuần lễ vừa qua. Và cho đến thời điểm này, 27 thành phố Trung Quốc đang áp dụng hoặc là phong tỏa toàn diện hoặc là phong tỏa một phần. Và trong cái bối cảnh này, sự uất ức của người dân có thể nói là nó đã lên cao tới cực điểm, khi mà hình ảnh những đứa trẻ bị chia cắt khỏi cha mẹ bởi vì phải cách ly ở những chỗ khác nhau, và những nơi mà những đứa trẻ này cách ly thì không được chăm sóc y tế một cách chu đáo. Ngoài ra, hình ảnh công an hoặc là những người nhân viên y tế xông vào lôi một cụ bà 92 tuổi để buộc cụ bà này đi cách ly cũng đã gây phẫn nộ rất nhiều. Hoặc chẳng hạn hình ảnh là giết một con chó sau khi chủ nhân bị xác định là dương tính, thì đó là những cái hình ảnh nó rất là phản cảm và nó được lan truyền rất là mạnh trên những cái trang mạng xã hội. Và đây là những hình ảnh được cho là khá là tiêu cực, khi mà chính quyền Trung Quốc, đặc biệt là Chủ tịch Tập Cận Bình, vẫn quyết định duy trì chính sách zero ca nhiễm. Và liệu rằng cái chính sách zero ca nhiễm này sẽ gây thiệt hại kinh tế như thế nào, và có đáng để phải đánh đổi với cái sự thiệt hại kinh tế để chỉ lấy cái sự an toàn về dịch bệnh COVID-19 hay không? Vâng, thưa quý vị và các bạn, về cái thiệt hại kinh tế mà Trung Quốc hiện nay do đang áp dụng các cái biện pháp nghiêm ngặt, thì theo các cái chỉ số cho thấy là trong tháng 3 vừa qua thì cái tỷ lệ thất nghiệp của Trung Quốc cũng đã tăng lên mức cao nhất trong 21 tháng vừa qua, khi mà rất nhiều các doanh nghiệp, đặc biệt là những cái công ty lớn như là các công ty sản xuất ô tô Volkswagen hay là Tesla và những nhà là máy lắp ráp iPhone thì cũng đều phải ngừng sản xuất. Ngay như trong tuần này thì cái đồng nhân dân tệ của Trung Quốc hiện nay cũng đã bị mất giá nhanh chóng và cũng xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2020. Và mặc dù bị ảnh hưởng kinh tế như vậy, nhưng mà chính phủ của Trung Quốc vẫn kiên quyết thực hiện cái chiến lược Zero COVID-19. Mặc dù là hiện nay các chuyên gia thì cũng đều bày tỏ lo ngại việc thực hiện các chiến dịch này chắc chắn là sẽ ảnh hưởng tới kinh tế và đời sống xã hội của người dân. Và cuối cùng là những thông tin liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine hiện nay. Ngày hôm qua thì Chủ tịch Hạ viện Mỹ là bà Nancy Pelosi cũng đã đến Kiev, là thủ đô của Ukraine, để có thể trực tiếp đối thoại với Tổng thống Zelensky của Ukraine, đồng thời cam kết những khoản tài trợ mới mà Hoa Kỳ sẽ tài trợ cho Ukraine. Như vậy là chỉ trong vòng vài tuần lễ vừa qua, Ukraine đã đón nhận hai phái đoàn cao cấp từ Hoa Kỳ. Thứ nhất là Bộ Ngoại trưởng Antony Blinken cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã đến Kiev vào tuần trước. Và ngày hôm nay thì Chủ tịch Hạ viện cũng đã xuất hiện. Chúng ta cần phải nhấn mạnh Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi là nhân vật đứng hàng thứ ba trong sinh hoạt chính trị tại Hoa Kỳ. Nếu trong hoàn cảnh nào mà Tổng thống và Phó Tổng thống không thể đảm trách được nhiệm vụ, thì chính bà Nancy Pelosi sẽ trở thành Tổng thống tạm thời để điều hành đất nước. Và vì vậy, việc xuất hiện của bà Nancy Pelosi tại Ukraine có thể cho thấy
cam kết của phía Mỹ đối với Ukraine trong cuộc chiến lần này không chỉ đơn giản là ủng hộ tài chính và vũ khí để Ukraine có thể tiếp tục chiến đấu, mà một cái thông điệp rõ ràng đã được đưa ra là Hoa Kỳ sẽ cùng sát cánh với Ukraine để Ukraine có thể chiến thắng, và hay nói một cách khác là bằng mọi giá, thế giới phương Tây sẽ không để cho Ukraine bị thất bại. Và điều đó đã được chứng minh bởi vì không ai có thể nghĩ rằng Tổng thống Zelensky của Ukraine có thể điều hành đất nước kể từ ngày 24 tây tháng 2 cho đến nay một cách khá là thành công, khi mà quân đội Ukraine vẫn rất là kiên cường. Một vài nơi như là thành phố cảng Mariupol được tưởng chừng là đã phải bị rơi vào tay của quân đội Nga. Tuy nhiên cho đến thời điểm này thì dân thường vẫn đang được di tản một cách khá là an toàn sau khi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là ông Antonio Guterres đã xuất hiện tại Moscow và sau đó đã xuất hiện tại Kiev để có thể đưa đến một cái thỏa thuận là Liên Hiệp Quốc sẽ cùng với Moscow và Kiev đưa ra một cái hành lang nhân đạo để có thể giải thoát cho thường dân vô tội. Và điều này đang xảy ra tại thành phố cảng Mariupol, và đó cũng được cho là thành công rất lớn của Tổng thống Zelensky. Vâng. Bởi vì là cái tâm điểm chú ý nhất tại cái thành phố cảng Mariupol này là đó là cái nhà máy thép, thì mấy tuần nay thì rất nhiều người dân bị kẹt ở trong đó mà không ra được bởi vì do cái pháo kích của Nga, thì nay cũng vài chục người cũng đã được đưa ra khỏi nhà máy thép này và sơ tán đến cái vùng khác an toàn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm báo thế giới của chúng tôi ra ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin vào ngày mai. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào.